Xin chào toàn thể anh chị và mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube xe tải Bình Thuận của em An. Em An đến từ trường Long Auto, chuyên kinh doanh cái dòng xe tải thùng, xe chuyên dụng. Và hôm nay chi nhánh của em lại về một mẫu xe hoàn toàn mới. Trước đây em cũng có giới thiệu đến anh chị và mọi người cái dòng xe Hyundai 110SB thùng mui bạc mỹ nhôm để chuyên chở thanh long. Và ngày hôm nay là một cái mẫu xe chuyên dụng từ trước đến giờ là mới lần đầu tiên xuất hiện trên cái kênh của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người anh em và mọi người đó là dòng xe Hyundai 110SB thùng chở heo. Ở miền Nam hay gọi chở heo, ở miền Bắc gọi là chở lợn, và cái tên gọi chung của nó trên sổ đăng kiểm là thùng chở gia súc. Và hôm nay cái dòng xe này nó có những cái gì và quy cách thùng nó như thế nào và giá cả như thế nào thì anh chị và mọi người hãy cùng theo cho anh em đến hết video để xem nó nha. Và đây là dòng Hyundai Mighty 110SB. Cái thân của nó khi mà đóng cái thùng chở heo này nè, là khi mà đóng thùng xong á thì nó là mình là 4,5 tấn và tải trọng cho phép chở của mình đó là 5,9 tấn, 5,9 tấn cái thùng chở heo này nha. Và trọng lượng toàn bộ á là 10,5 tấn rưỡi. Đó. Đây là những cái thông số chung cơ bản của nó và đây là một cái phần đầu xe cũng khá là quen thuộc đến với mọi người rồi. Đó. Và lớp của xe là sử dụng lớp là 8.25 R16, lớp trước và lớp sau là đều bằng nhau hết. Đối với phần động cơ là sử dụng động cơ dung tích là 3.9 lít, công suất cho mình đâu đó cũng cỡ 150 mã. Là những cái thông số cơ bản của xe. Về phần con cabin thì cũng có những cái em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, như là vô lăng gập gù, kính chỉnh điện, rồi trong có điều hòa 2 chiều nóng lạnh, là FM radio kia đó, cơ bản thôi. Và đây là cái thùng chở heo của con Hyundai 110SB. Tại em nói sơ về cái kích thước thùng xe đây. Thùng có kích thước lộ lầm thùng chiều dài là 4.8, chiều rộng là 2.050 và chiều cao là 2.050, tính từ mặt sàn lên tới đỉnh keo. Đây là cái quy cách của cái thùng chở heo thì nó cũng đa số là hai tầng cho mình nè. Rồi ở trong tầng này sẽ có những cái vách ngăn ra. Đó, rồi sẽ phía sau sẽ có bẩn lăn. Ví dụ xe ngắn như vậy thì chỉ có là hai bên kia là hai bẩn, đằng sau là một bẩn lăn. Còn những cái dập, nói chung là quy cách của con chở heo này nè là đóng full inox trừ lại dàn đà và dàn kèo. Đó, đây là cái quy cách của anh khách này. Trong cái dòng chở heo này nè là nó đa số nó tiếp xúc với những cái chất thải, nó rất là mau bị oxy hóa, nên là nếu mà mình có điều kiện á là mình đóng full inox luôn cho cái thùng của mình nó được tốt nhất có thể. À, đây là con này có cái mức tải của mình là 5,9 tấn, thì nãy em cũng đã có nói rồi. Nếu mà 5,9 tấn thì nếu mà chở mỗi con heo có trọng lượng trung bình, con cỡ heo trưởng thành đi, trọng lượng trung bình con cỡ 1 tạ đi, thì con cái thùng này chở đâu đó con cỡ 50-60 con heo cho anh em mình đó. Rồi tiếp theo, nói chung là cái thùng chở heo này là nó tự quy cách như là cái thùng tải là từ 2 tấn cho đến 12-15 tấn, còn thùng là từ 3m6 cho đến là 9m5, 10m đó cho anh em mình. Rồi. Và đây là em sẽ đi sâu vào cái quy cách thùng cho anh em mình. À, thì em phẳng đi cho anh em cái đà dọc là U120, đà ngang là U100, đà thép ổ đúc. Đó, là phần đà, nói chung là cái phần đà này nè thì em cũng không có yêu cầu khắt khe hơn cho anh em mình làm cái thùng làm đà inox đâu. Tại vì bây giờ cái dòng chở heo á thì cái lỗ thoát chất thải đó nó đi sâu xuống hơn cái dàn đà luôn rồi. Đó, nó thi sâu này anh mình có thể xem rõ chỗ này nè. Đây, nó thi sâu hơn chỗ dàn đà rồi, nên là nó không có ảnh hưởng gì tới cái dàn đà của mình, nên là nó không có tiếp xúc trực tiếp với cái phần chất thải của heo, nên là mình có thể sử dụng đà thép cho nó tiết kiệm chi phí hơn cho mình. Còn nếu mình có điều kiện mình có thể đi đà inox luôn, ok không sao. Rồi, tiếp theo là phần biên thùng là em làm cho anh khách cái inox 3.4 luôn, 3.4 bóng nhập 2 ly luôn. Đây, rồi chắc chắn luôn. Tiếp theo là phần bẩn. Đây, vách ngoài của bẩn là anh khách làm inox 430, tại vì nó không có tiếp xúc với cái chất thải của heo. Đó, anh khách này là anh cũng làm một cái mẫu thùng tiết kiệm chi phí. Những cái nào mà tiếp xúc với heo hoặc là chất thải thì anh sẽ làm 3.4, còn những cái nào mà nó không tiếp xúc lắm thì anh sẽ làm 430 cho nó đỡ tiết kiệm chi phí. Đây, inox 430 giảm sóng. Khung bẩn là inox 3.4 nha. Rồi, ở trong bẩn á thì sẽ có một cái lớp khung để ngăn cái con heo giống hoặc con heo nó sẽ chui đầu ra ngoài đó. Em sẽ mở cho anh em mình xem. Đây, có tôm và bán lề là được làm bằng inox xịn luôn nha, 3.4 luôn.
rất là nhẹ, mở ra rất là dễ dàng. Đây là phía bên trong của một cái xe chở heo. Đây là những cái khung bên trong bẩn nè, ngăn cái con heo mình tôi đang ngồi đó. Rồi sẽ em làm cho anh khách là một cái lớp be biên lên 15 phân đó, để khi mà những cái chất thải nè, nó không, khi mình đi ngoài đường đó, nó sẽ không bị đảo trộn, không bị ảnh hưởng đến những người đi đường đó. Cái này cũng rất là ok. Đây, cái này là inox hộp 42 để inox hộp 44, inox phi tròn 27 đó, là những cái chi tiết. Rồi bên trong vẫn là làm inox 304 cho anh trai. Mỗi bẩn mình sẽ có là 4 mảng lề đó. Trụ đầu và trụ cuối là có tôm đơn, trụ giữa là có tôm đôi. Về phần trụ đây, phần trụ thì đây là cái phần trụ đầu là inox dập 4 ly cho mình, rất là dày. Trụ giữa và trụ cuối, trụ giữa là inox U120. Mình lên cái phần tầng 2 đi, tầng 2 nè. Tầng 2 là khung ngồi, khung bao ngồi của công trường là inox bắn một lớp inox 430, ở trong nó là một lớp 304 đó. Nó cũng ở nhiều cái phần tầng dưới thôi, nhưng mà nó không có mở cái bẩn ra được thôi. Ở trên là kèo, kèo phi 27 cho mình đó. Rồi mình sẽ đi vào sàn. Sàn tiếp theo là phần sàn. Mặt sàn tầng dưới là inox 304 dập sóng, inox 304 dập sóng. Ở trên cũng là 304 dập sóng luôn, nhưng mà ở trên cái khung đà trên á là inox hộp, để cho nó đỡ được cái phần sàn của mình cho đó. Sàn trên này là mình không có thể tháo rời được nha anh em. Tiếp theo là cái phần mặt dẫn phía trước là inox 304 được dập lá me. Mình sẽ có hai máng thoát nước phía trước để mình dễ dàng vệ sinh hơn đó. Mình sẽ làm chia ra những cái vách ngăn đó, cái vách ngăn để cho mình chia những con heo đó dễ dàng hơn. Vách ngăn này là mình sẽ làm hộp inox hộp 33 cho anh em mình đó. Nói chung thì nếu mình chia ra những vách ngăn nè, mình đưa những heo vô nó dễ dàng hơn, nó không bị lộn xộn, mất thời gian cho mình hơn đó thôi đó. Và tiếp theo là phần bẩn nâng. Phần bẩn nâng thì em sẽ làm cho anh trai là cái inox 304 dập lá me sạch luôn đó. Trên cái phần bẩn nâng thì cũng có khung bao, khung chuồng bao, chuồng bao trên bẩn nâng đó, mình để mình dễ dàng đưa những con heo vô. Bẩn nâng này có sức nâng của mình là 800kg. Không nè, hay không là anh làm cho inox, anh trai inox 430 hộp, ngang sau là inox dập chữ C, rất là đẹp, làm giống kiểu idol đó. Anh em mình có thể trang trí những cái tem cho chiếc xe mình. Và tiếp theo là cái phần mà anh em mình đang quan tâm nhất là về phần giá cả và cái phương thức thanh toán xe này. Nếu mà xe này đóng cái thùng chế heo theo chất liệu inox như thế này thì giá mà nếu mà lăn bánh ở thời điểm hiện tại luôn là chưa đến 900 triệu nha anh em. Giá rất là tốt tại thời điểm hiện tại này. Và cái phương thức thanh toán, nếu mà hình thức thanh toán tiền mặt thì anh em mình có thể thanh toán thành 2 hoặc 3 đợt tùy theo cái thỏa thuận giữa đại lý bên em. Và nếu mà hình thức thanh toán qua ngân hàng thì anh em mình có thể trả trước cho em đâu đó khoảng cỡ 250 triệu thôi, đâu đó khoảng cỡ 200 đến 250 là mình có thể nhận xe đó. Thì anh em mình mà có quan tâm cái dòng xe chở heo này, hoặc là cái dòng xe tải thùng, hoặc là dòng xe chở heo cao cấp hơn, tải trọng lớn hơn, thì anh em mình có thể alo em số điện thoại bên dưới màn hình để tham khảo báo giá chi tiết nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.